nó rê rê ngon đã ra được cái cao to nữa. Gì đàn quá hay là bên 18 ngon quá, gì đàn ngon quá ta, cái giấc mơ tan biến rồi. Đam mê lắm, đam mê lắm, tôi đam mê lắm, trời hay quá vậy ta. Năm đó là năm 2005, hai năm lúc đó sơ quậy mới về mà đồ lúa chưa nổi lắm đâu. Thời đó là thời Shikin Go, anh biết không? Thời Shikin Go, thời của Ariano. Okay, giờ sẽ tới chương mục đi phá BB Beauty anh em ơi. Đội hình này sẽ là 42.000 tỷ à, nâng cấp lên đội hình này lên. Money Nesta, nếu nâng cấp đội hình này là quốc dân đúng không? Phải bỏ đi con Nesta ra, phải bỏ nó. Ủa, có cả One Piece với đại thương anh đấy 8 luôn. Nesta Mulai ra đúng không? Nesta con ra thôi. Hay Nesta. Đá đồng kỳ ấy. À 422 không tiền đạo đá này đúng không? Ok, nên thích đá này tôi sẽ làm cái đội này. Hai con tiền về cánh là net vé xong mình phải là mình dư tới 17.000 đúng không? Hai con này ra luôn đi chứ. Tặng cái hai này làm gì? Hai con này ra luôn, net vé xong tút để lại cũng được OCBO. Building hàng mà thớt là 42.000 số cuối vậy. À Ronaldo rồi, có Ronaldo icon. Rồi có skin của icon. À Ronaldo icon vô chứ, đó. Ronaldo con đá đây nè, cho Ronaldo đá đây nè. Xin của ở đây. Có sơ được 7 ông đá rồi, đá đồ này kỳ ta, Ronaldo ngon mà. Bị gì ta? Nhưng mà con xin của nên bán đi, xin của nên bán đi. Xin của bán thôi, 7 ông tí hả, Ronaldo này ngon ác luôn mà. Gulit B18 à. Họ luôn này, đồ này đá Gulit nhìn rác lắm. Ca vô Bellingham hả? Họ luôn này, đang 18, chỉ thay một con CB. Thay một con CB, thay một con CM. Hai con hả? Đang xé con CM ở đây, nếp vét ra luôn, nếp vét ra luôn, đội này dư tiền nhiều lắm. Tiền nhiều lắm. Thay luôn con cánh. Ma thớt này đội này cũng cùi quá, ra luôn. Ra luôn, thay con nào đó, 1, 2, 3, 4 con hàng. Hay là mình bêm Ronaldo Mille xem còn lên 6 hả? Thật luôn nhá, tôi nghĩ vấn đề đó nhá, tôi đang nghĩ vấn đề Shikin Go không nữa. Con Shikin Go nên cho lên 6. Nên cho lên 6. 14.000 luôn mà, con này 5.000. Quả này bạn này muốn build cây tôi sẽ đi sao cho nó chuẩn nha. Cánh bên này phải là một con hàng chạy nhanh. Tại sao không phải là Son Heung-min 24 Testa? Đúng không? Tôi sẽ chọn vị trí đầu tiên trong dàn này top 4 cầu thủ nên mua cái quốc dân này, đó chính là Son Heung-min 24 TS chầu chi này. Tại sao không chứ đúng không? Tại sao không? Nếu mà tự tin mình có thể đập luôn cũng được. Mà thôi nên mua Son Heung-min 24 TS chầu vị trí này. Đó rồi. Henry con TM 17.000 hả? Mà tính là này đủ mua Henry con TM luôn chứ. Nhưng mà mua con TM đồ hình mấy CM yếu quá, CM đá bắt này sao đá nổi. Son Heung-min 24 TS chầu vị trí này, cặp Ronaldo hai vị trí này. Đúng không? CR7 đây. Tony Cruz đây, bây giờ hai con CM này rất quan trọng nha. 11.000 tỷ này, tại sao mình không làm cái gì đó nó đỉnh cao xíu. Build form mới hả? À? Ok, form mới cũng được, 4-1-2-2 cũng được. Nếu form mới làm cái 4-2-3-1 ngon. Không làm cái 4-2-3-1 quá dễ đá, nếu như làm cái 4-1-2-1 đá này mà. Cây này khó đá lắm. 4-2-3-1 dễ đá hơn. 4-2-1 đá. Hãy vô đây đúng không? Anh em dễ đá, đây con Solomon đây. C7 đây, 9.000 cho C7 CM Rulo đây, thêm con CDM với con cánh con CB 3.000, 9.000 còn 3 vị trí mỗi con 3.000. CB giờ đi con đỉnh cao có money đúng không? Phải có con cộng 8 để giảm lương nè mày. CB chúc mắt mình lít chung Van der Ven cái đã. Van der Ven chứ cái. CB chúc mắt đi con Van der Ven 23.8 gắn. Tụi mày hiếm như ha. Vinicius, Salah, Saka, Foden, Lautaro, Martinez à. Mày hiếm quá, trời con số không bán. Zizi có bán con Lewan. Tôi muốn con Lewan xuất hiện trong cái đồ hình này ghê, 3.000 trong Lewan đúng không? Có CR7 rồi hả? Tiền đạo nhiều quá. CR7 rồi. Eusebio rồi hả? Một bài khó nha, quá nhìn không dễ đâu. Đi với con khác, bán luôn con Son Min đi. Nếu mua 24 TS bán luôn con này cộng 6 luôn hả? Đủ cái gì? À Son Min FC cộng 6 hả? 6 không có đủ rồi, 24 TS đá. Ma Thết cộng 5. Ma Thết cộng 5. Son Min vô đây đúng không? Rồi CR7, con này mình không cần tiền đạo nữa, mình cần một con hàng khác.
Tôi thật sự rất muốn Lê Quan nhưng mà đôi này không biết Lê Quan cho được. Cô là dư bán về đúng không? Ủa Van Rê có bán 6.000 hả? Van Rê đê. Nếu đi thì nó ra cây riêng hả? Thì tối kỳ không hay nữa. Bằng Van Rê này cây riêng nó đi, nó đi một thời đi Úc Dân đi mua làm đó. Van Rê này có bán 6.000 tỷ, bán luôn kìa. Tony Cruz đã sẵn rồi, Can Han Lúc Lưu đấy, Roy Bummer CAM này hết rồi. Hai nhạc này mình làm phát Last Dance không ta? Last Dance hay bán chưa? Bán rồi Lê Quang, Rondo bán mà Rondo để dành xài chứ bán cũng Last Dance à, Adam Respo, Adam Respo tôi bán à. Sinapri ngon nha. Neymar em lấy con Sinapri vô đây luôn, ngon cái con Sinapri. Middle List sao bị ngon đấy á. Sinapri Middle List 24 đến nhưng cũng còn nhiều. Van der Rian lấy chứ nếu mà đá team kia mất cái chỉ số team hơn lần nhiều lắm. Thuram ngon, Thuram này kia. Bowen ngon, Bowen hay bị ngon. Bowen này mình đá rạc mình rồi đó đây. Ô bên đá rẻ vậy. Hai à. 24 TS còn con vào có đề mắc quá mà đây cái giá này cháy quá này mà. Musiala trong 23 cái số. Musiala. Biết sao không mua Leo Wan đồ hình tiền đạo nhiều quá, có CR7 có Ronaldo, có Eusebio tiền đạo nhiều quá rồi. Nhiều SD quá. Thôi Musiala em Kitarian. Hôm rau 8 thì sao? Nesta bán được vậy? Tụi Nesta không bán được luôn hả? Mấy ai con này bán năm này toàn không bán được vậy. Eusebio bán được không? Eusebio bán được. Ta bán được, Son bán được. Son cộng 6 à. Clip BTB 8 à. Bán là tôi bán BB thôi nha. Thì tôi bán là lấy BB thôi nhé. Thầy bỏ clip BTB, tôi đi con hàng nó dữ luôn. Hết đó để lại được Son, để lại được bán luôn. Mở cái kia. Bán Son. Ưu tiên là con 5 năm đúng không? Ghi cho em 5 năm luôn. Zidane ta. Tục Zidane của ta. Tôi quên đi chứ, tại sao phải Zidane? RAM mà Zidane 5.000 đúng không? Zidane BTB8. Zidane BTB8, con này đẹp, con này đẹp, con này đẹp. Chỉ số cao, ngon luôn. Cải thiện chút xa này kia luôn. Xoáy tinh tế, xoáy kiến tạo đúng không? Zidane BTB8, tôi quên đi chứ. Zidane BTB8 vị trí RAM này em ơi. Zidane vị trí RAM đúng không? Đặt luôn á. Có một người bán à, hay lít luôn ta. Luôn mà là quả này hiếm lắm, quả này Zidane hiếm lắm. Con này build mấy lần, miss mấy lần à. Luôn cái hàng đá. Build mấy lần rồi miss không đá được. Zidane vô đây. Ronaldo sẽ là 7, Solomon Zidane. Hoặc đẩy Zidane vô đây cũng được nha, Zidane vô đây cũng được. Cho Zidane vô đây cũng được á, tôi nghĩ là cho Zidane vô đây. Cho Zidane vô đây thì con CR7 xuống dự bị lại dư tiền đạo nữa. Quá rồi nãy xảy ra chuyện dư tiền con CR7 đã CM được. Phải này chỉ có truyền cao. Thì ngắn trong 23 thì chạy trong 17 đúng không ạ? Được. Zidane Rian nhiều ra. 1 Rian, 2 Rian, 3 Rian, 4 Rian, 5 Rian, 6 Rian. Hoặc là 6 Rian nữa anh. Rian dần không. TDM 4.000 tỷ. Thì bán bill lên hàm luôn, lấy tiền bill luôn. Phải số đủ clip chúng ta. Đủ clip chúng ta. Được như lít trong 3, lít EBS 8 được không? 8.000 của EBS à? 8.000 của EBS. Cáp 6.000, lấy con cáp cũng được, nó hiếu quá, lấy con cáp cũng được. 8.000 ngoài 6, 97.000 hơn 1.000. Bán là chắc lửa nhá. À, thôi bán. Tao kiếm giá 78 kiếm giá, trụ hoạt cái gì? 68 kiếm giá. Anh này là từ trước tới nay là chưa bao giờ dùng cái giảm giá luôn à. Ghê ta, ngon, bảy mấy cái giảm giá xài. Ui. Ở đó chắc không bao giờ xài luôn ta. Bàn bảy đủ luôn á, đủ mua lít luôn á chứ. Đủ con mua lít. Đủ mua lít luôn, đủ mua lít EBS luôn á. Mua lít còn lương cao lắm quả, đi mua lít là còn lương cao hết. Mua lít EBS vô đây luôn, đẹp luôn rồi luôn á. Nó phải đẳng cấp, đồ nó phải đẳng cấp. Này gọi là nâng cấp thật sự nè. Nằm nó tôi còn bao nhiêu lương? 25 lương cho CB hả? 25 lương cho CB. 25 lương cho CB cộng 8 mà giá trị bây giờ tôi còn bao nhiêu tiền? Cái giá tôi còn bây giờ là còn so mini này hả ta? Bán luôn Eusebio luôn. Bán luôn Eusebio luôn, làm con CB. CB lương 25 cộng 8 thì mình có 23NG8 thì có con Van der Ven mắc quá. Bờ lăng không ra hàng năm, chai ba số. Money cap đúng rồi, money cap ngon.
Tôi đang BTB8 2000 hả? Tôi đang BTB8 siêu chạy phá đúng không? Chạy khá nhanh. Tôi đang BTB8 rồi. Tôi đang BTB8 khá là ngon nha. Leslie King đó bán ta, được con này không bán hả? Con này ngon lắm nha. Leslie King cộng 8. Không nhả được con này ngon ghê, thích con này ác luôn ha. Leslie King không nhả luôn. Chà căng ta. Leslie King không nhả thì lúc này tôi nghĩ là con hàng hợp lý nhất bây giờ mình có nhiều tiền cũng là vấn đề có 1000. Ấy và còn còn so min nữa. Còn sâu min này nữa, đồ này chắc phải min nữa chứ, 119 mà tới 1000 năm luôn hả? Anh Phơ đang BTB8 cho tròn vai thôi, sao vậy? Thôi năng BTB8 ít mở rào, nó hiếm quá à. Phơ đang BTB8 tròn vai, cái này chọn như thế này. Ok, ngày hôm qua này giờ chưa ta? Giờ chơi sâu min giờ này, con lít về lít luôn ấy, chọn sao cho 100 tỷ mà đâu lít luôn về này, còn thiếu ai không ta? Còn thiếu ai ngày qua tôi đang tính mua con CB phơi đăng giờ về chứ cái gì? Coi lỗ giá đâu bán được đâu? Còn bán hàng lỗ giá mà ok đập lên biết đâu lên bán được 130 tỷ luôn. Cờ rút là dễ bán nhất. Còn nâng cấp lại luôn á. Trời về cộng 2 luôn à? Hello đẹp quá tiếng nha. Ui lên được trời ơi. Không ngờ có một ngày mình bé nếu tôi ưu tiên cho anh em tôi chắc chiêu từng đồng cắt luôn mà. Đủ tiền rồi. Có khó gì đâu một buổi chiều. 40 tỷ đúng không? Đủ đúng không? Rệt rệt luôn chứ xong cái đùn đá cho nên. Rồi, cứu click bao nhiêu tiền này? 2.000 tỷ cho 4 thủ được vào 4 thủ nên mua với giá 22.000 tỷ. Son Min, Zidane, Gullit, Verdun, 4 cái tên chất lượng quá, 4 tên chất lượng kiểu dân này quá. 4 con hàng này thôi quá đỉnh cao rồi. 4-2-1 thôi này cũng đã 4-2-1. Cặp RAM này em thấy Son Min với lại Zidane này thôi. Zidane BTB8 thì ngon nha. Xa xoáy này kiểu ổn áp. Bình tĩnh 139 luôn hả? Cao vậy cứng như thế xoáy mà độ kiến tạo này kia luôn. Gullit EVS8 God Game trở lại 57 ngàn xúc cây này nhìn đẹp quá. Chelsea rồi này kia. Rio Fernand BTB8. Rio Fernand BTB8 luôn. Con này ngon, con này có siêu cản phá nha. Siêu phá nhìn đẹp hơn. Vô gì đang tạt ơi quá ta đang tạt ống áp quá ống áp thì chứ mười bảy k tỷ biểu cáp 8 à gì đang ngon ai dài đá bản này gì đang đá êm lắm gì đang bản có R4 dính á mấy rê rê ngon đã ra được cái cao to nữa thích gì đàn quá ra được 18 ngon quá gì đàn ngon quá ta trời hay quá thì thủ khó chịu tao kia không khai hoàng hết ấy gôn ta đá ngồi đời qua sao chúng em còn giỏi à đúng rồi đó đây đó từ đội trưởng trường tiểu học tôi là trường học Đại Sơn mà số 7 đàng hoàng năm đó là năm 2005 á hai năm lúc đó C7 mới về Manu lúc không chưa nổi lắm đâu cái thời đó là thời của Shevchenko anh biết không thời của Shevchenko thời của Ariano ấy ấy siêu
bị cái là mình nó vừa đi thi mình bị bệnh hết, mình bị cảm tao cứ mưa tới 80 giờ bệnh luôn ta. Buồn thiệt chứ. Cái giấc mơ tan biến rồi anh em ạ. Đam mê lắm tụi cái đam mê lắm. Tôi đam mê lắm chỗ hay quá vậy ta. Tiếc. Sau đó nó không tuyển năm 95 nữa, giờ đúng cái lượt nó là tuyển năm 95, sau đó tuyển đâu. Cái bài tạc nhỏ khó chịu ha, bài đâu biết tạc cây nhỏ này. Cái bài tạc đúng khó chịu luôn á. Không vô luôn hả, không có đang vô. Zidane tạc khổ quá mà. Zidane tạc mê quá, tôi mê Zidane nữa ta. Zidane V8. Zidane tạc cao, tạc cao chứ. Zidane từng là trong game ai dám chơi à. Zidane ngon, Zidane cái thời đầu bị chế. Bây giờ nhưng bây giờ tôi thấy ngon nè. Hay quá vậy, kỳ thủ đồng quá ta. Đối thủ hay quá. Khó chịu được chứ. Hai Ronaldo. Cú này chụp chụp ác thiệt. Nếu xét về kỷ lục chưa từng vắng mặt tại FPBL có khoảng mấy người đâu, nhiều đâu, không nhiều nha, trên dưới 6 người, trên dưới 6 người. Sáu người là chưa từng vắng mặt FPBL thôi. Hay quá, người này đạp ghi luôn. Sohomin 248 phải chạy chứ. Và đừng quên đó lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.